Cảm ơn năng lượng của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Tại sao họ im lặng. Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xin như bạn hữu duyên và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì thông điệp trong trải bài có rất nhiều, các bạn thấy thông điệp nào phù hợp với năng lượng của mình thì nhận lấy ha. Vì đây là trải bài chung, mình hy vọng các bạn tiếp nhận thông điệp một cách là cởi mở nhất. Và đối tượng xem trải bài, các bạn đang không hiểu lý do tại sao tụi mình chia tay hoặc lý do tại sao họ im lặng. Đôi khi cái sự im lặng có thể làm bạn tổn thương và bóp nghẹt trái tim của bạn. Thì qua cái trải bài này, hy vọng là các bạn sẽ hiểu thêm một phần nào đó cái sự im lặng của họ, nguyên nhân và lý do từ đâu. Từ đó chúng ta sẽ có lối thoát và chữa lành cho tất cả các bạn. Và trong trải bài chúng ta có lá The Moon. Kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá. Lá kế tiếp chính là lá bài Justice. Và lá cuối cùng các bạn có lá 7 ly, 7 of Cup. Và hoàn cảnh đưa đẩy hai bạn đến với nhau rất là lạ bạn. Bởi vì hai bạn đến từ hai cái thế giới rất là khác nhau. Một thế giới của bóng tối và một thế giới của ánh sáng. Cái người mà từ trong bóng tối bước ra thì họ cảm thấy rất là sợ hãi. Họ cảm thấy là họ không có thích hợp được với ánh sáng đó. Và đối với bạn thì họ cũng một cái gì đó họ rất tò mò và đam mê. Nhưng mà chính cái tò mò đam mê này lại khiến cho họ cảm thấy là quá run sợ trước cái sự say mê đó. Bởi vì khi một cái ánh sáng, cái sự huyền bí của The Moon này, nó đem đến cho họ một cảm giác rất là khác thường trong cuộc sống của họ. Bởi vì họ đã quen trong cái cuộc sống là khuôn khổ, quen thoải mái như cái gì xung quanh họ, như cái vật nhà, cửa, phòng, ốc hồi xưa giờ. Họ cảm thấy là họ rất thân thuộc với những cái cảm giác đó. Đến khi bạn xuất hiện, bạn là một cái trải nghiệm rất là mới. Cho đó sẽ khiến cho cái thế giới của họ thay đổi rất là nhiều. Và một trong hai bạn cũng rất là đang rất là chệch hướng, không biết mình sống như thế nào, không có mục tiêu rõ ràng, không biết cái con đường mình sẽ đi ra sao. Một cái người bị mất phương hướng rất là nhiều. Cho đó họ bị cái những cái ảo tưởng lừa dối và những cái sai lầm khiến họ bị chệch hướng trong cuộc sống. Cả bạn và họ khi bước vào cái mối quan hệ này, cả hai đều đang bị tổn thương nhất định trong những cái mối quan hệ trước và chưa giải tỏ, chưa có chữa lành một cách rõ ràng nhất thực ra đâu là cái tổn thương chính của mình, mà đến với nhau một cách rất là ảo mộng, một cách rất là gấp gáp. Và hai bạn đến từ hai cái thế giới khác nhau, cho đó về cái cảm giác mà hiểu nhau nó ít, rất khác, không có được rõ ràng bạn, rất là khó giải thích. Bởi vì những cái thông điệp mà họ nhận được đó, họ cố gắng đào sâu vào ý nghĩa của chúng. Nhưng nếu như họ giữ cái năng lượng họ tích cực thì mọi cái tín hiệu sẽ đưa cho họ ra sáng hơn. Còn không, họ tiêu cực đó, sẽ làm cho họ lầm đường, lạc bước rất là nhiều. Và một trong hai bạn đã bị cảm xúc tiêu cực chi phối trong cái vấn đề các bạn quyết định cũng như là các bạn tranh luận nhau. Bởi vì hai các bạn dẫn đến cái tranh luận không có công bằng. Các bạn bỏ qua cái trực giác của mình, các bạn không quan tâm tới nó. Bạn bỏ qua nó, bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu, giận dữ khi mà có ai nói gì đó. Hai bạn tranh cãi, làm sao đảm bảo cho rằng hai bạn đi đối xử như bạn bè. Chứ đừng có gấp gáp chấm dứt hay bắt đầu một quan hệ mới. Đây là không phải lúc để cho hai bạn chấm dứt. Và cái lá bài nói là khi cái quan hệ của bạn đến với nhau mà không có rõ ràng, và một trong hai bạn mang cái tiêu cực, do đó một trong hai đã bỏ ra cái dấu hiệu rất bản năng về một đối tác tiềm năng là bạn hay là họ mình không biết. Bởi vì cái người này sẽ là phù hợp với bạn và thấy bạn phù hợp với họ. Nhưng mà do họ bỏ qua những tín hiệu đó, họ chỉ nhìn vào cái xấu, nhìn vào cái tiêu cực và đã đánh giá một con người. Do đó thì họ không có biết đâu là sự thật về mối quan hệ. Và lá bài đưa cái thông điệp là mong là các bạn sẽ tìm thấy sự ổn định trở lại với những cái gì mình suy nghĩ. Đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa hay là lo lắng quá mức. Suy nghĩ quá xa về cái mối quan hệ này làm cho cái mối quan hệ không có được tiến triển tốt. Và cái lá bài, cái Justice này xuất hiện là có tín hiệu là đến lúc mà họ đảm đương cái trách nhiệm này, cái quá khứ sẽ ám ảnh mãi mãi tới khi nào mà họ nhận được cái bài học từ cái bài quá khứ đó, và ngay cả bạn nữa. Và chính hai người sẽ phải cân đong đo đếm làm sao rất là cẩn thận để đưa ra quyết định cho về tương lai của hai người. Bởi vì một trong hai bạn suy xét quá lâu cái điều đúng để nên làm, và chắc chắn họ muốn là họ được xứng đáng trong cái phần tình cảm này. Họ không muốn là phí cái thời gian bên cái người mà họ cảm thấy là không an tâm.
bởi vì họ quá lo xa các bạn. Họ bị ảnh hưởng bởi tác động những lỗi lầm trong quá khứ, bởi những cái tiêu cực mà họ xảy ra, nên họ e sợ trong cái mối quan hệ của bạn sẽ xảy ra giống như vậy. Và họ muốn, họ ích kỷ, họ cần sống cho họ, nên là họ đưa một quyết định rất là bấp bênh và không biết đúng hay sai trong cái thời điểm này. Bởi vì trong cái suy nghĩ của họ lúc nào cũng bị nghi ngờ, rất nhiều nghi ngờ quá nhiều. Họ không thấy tìm cái cân bằng trong cuộc sống, họ không có thấy tìm được điểm tương đồng, không thấy điểm đẹp, tốt đẹp ở người đối tượng còn lại, mà họ chỉ thấy cái gì đó nó sai sai, cái gì đó không đúng. Và họ cảm thấy là cái mối quan hệ cũ làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của họ rất nhiều. Họ sợ bị lừa dối, họ sợ họ khổ một lần nữa. Và có một cái cảm giác là hình như là họ đổ lỗi cho bản thân họ rất là nhiều. Họ cảm thấy là họ không có đối mặt trực tiếp với bạn, hoặc là họ không có đủ quan tâm đến bạn, do đó họ muốn họ thoát khỏi được cái mối quan hệ này. Và trong cái tình cảm này họ cảm thấy bị thua thiệt lắm các bạn. Cái suy nghĩ của họ thôi, bởi vì họ cũng một cái phần nào đó họ cũng tạo nên cái tình huống drama khi phức tạp với mối quan hệ. Bởi vì họ nghĩ rằng họ đã sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài, nhưng mà cái hành xử của họ lại khiến cho họ không có được đó. Và nếu họ đang cố gắng quá đà trong cái thay đổi cuộc sống của mình để phù hợp với người yêu, thì thực ra cái việc họ cần làm chỉ là tôn trọng và yêu bản thân của mình trước thôi. Cái người mà yêu họ thực sự sẽ gắn bó với họ và yêu họ nhiều hơn, chứ không cần họ phải làm giàu có hay thay đổi bản thân của mình. Chứ yêu bản thân mình, chính khi đó cái người yêu mình sẽ yêu họ rất là nhiều. Và có một cảm giác tự ti ở đây xuất hiện khi họ cảm thấy là họ không có bằng bạn hay cái gì đó. Họ muốn, họ cố gắng rất là nhiều để được, nhưng mà riết rồi họ cảm thấy họ mệt mỏi quá, họ buông tay luôn các bạn. Và cái lời khuyên là nếu như họ cảm thấy mình không có được xứng với người yêu nữa, thì đây lúc là tỉnh táo để bình tâm lại. Bởi vì cái việc họ chỉ hoàn thiện bản thân thì người khác tự thương thôi. Cái người thương mình, dù mình ra sao thì họ cũng thương ha. Cho đó họ nên rèn luyện cái lòng trắc ẩn chính cho bản thân mình trước, và sau đó cho thế giới. Đừng cứ cô lập mình trong cái nỗi dày vò, cái nỗi cô đơn và chống lại cả thế giới xung quanh họ. Và bạn là một cái đối tác rất là xứng đáng để bước vào trong cuộc đời họ. Nhưng mà họ thật sự chưa có sẵn sàng, họ chưa rút ra được cái bài học trong những mối quan hệ quá khứ để tiến về phía bạn. Và họ tránh lặp lại những cái sai lầm tương tự trong quá khứ. Và họ đã chọn ra đi, chính là họ không muốn làm khổ bạn, chứ không phải là họ không yêu bạn đâu. Và hình như cái sự im lặng của họ cũng dằn vặt họ rất là nhiều các bạn. Họ đang có thể gánh chịu cái hậu quả từ cái hành động họ muốn chia tay và họ muốn im lặng với bạn. Và khi cái lá bài đầy cúp này xuất hiện thì chứng tỏ họ đã đưa ra một quyết định rất là tồi tệ. Họ cần phải quay trở lại cái thực tế, và họ đang bị mắc kẹt trong cái quyết định hành động của họ rất là nhiều. Cái vấn đề họ có quay trở lại bạn không thực sự đang nằm ở có lẽ ở các bạn. Bởi vì họ không chắc chắn họ muốn và không muốn gì. Và điều họ cần làm là phải cần quyết đoán hơn và thấy rõ được con đường chính xác cho mình. Cái việc mà khó quyết đoán như vậy sẽ khiến cho họ lạc lối rất là nhiều. Bởi vì họ sống rất là mộng mơ, trí tưởng tượng rất là phong phú, mà xa rời cái thực tế rất là nhiều. Do đó cái sự hạn chế về cái sự lựa chọn trong tình cảm của họ cũng bị sai rất là nhiều luôn. Và nếu trong một cái giai đoạn mối quan hệ bị ngắt kết nối rồi đó, thì bởi vì họ sống cái xa được thực tế, do đó họ mong muốn cái mối quan hệ của họ được một cái tầm cao gì đó, nhưng mà họ lại không biết rằng cái mối quan hệ nào cũng phải là bình thường, cũng có buồn vui giận hờn, chứ không phải một cái mối quan hệ nào mà đẹp hết các bạn. Thay vì để giải quyết cái vấn đề chúng á, thì họ lại quyết định là họ bỏ đi, không giải quyết gì hết, một cái sự trốn tránh ở trong đây. Và họ đang bám víu một cách cứng nhắc về cái quan niệm phi thực tế, về lý tưởng, về người bạn đời hoàn hảo. Bởi vì họ không có cố gắng nới lỏng và không có nới lỏng suy nghĩ của mình. Họ sống rất xa rời thực tế, mà khi nào họ thực tế hơn thì bạn mới là người thích hợp ha. Còn không, bạn mãi mãi là người không thích hợp. Và có dấu hiệu cái người này đang theo đuổi về thế giới vật chất rất là nhiều. Họ không có tập trung về cái gì mà về tình cảm, về tâm linh nha các bạn. Do đó họ sẽ bị cái thế giới vật chất cuốn họ đi rất là nhiều, mà không có biết là cái gì cũng vậy. Cái khả năng mà sự hài lòng về vật chất mãi mãi sẽ đi cuốn họ đi rất là xa nếu như họ không tỉnh giác. Và lời khuyên cho hai bạn là mỗi khi các bạn quyết định làm cái gì đó, thì bạn phải làm như thế nào, thì các bạn phải dựa vào câu trả lời ở con tim mình, chứ không phải là lý trí. Bởi vì cái trái tim mình mới là cái nơi mà mở ra cánh cổng của tâm hồn để hai người mang lại với nhau.
và các bạn sẽ biến đổi rất là nhiều. Bạn sử dụng cái năng lực của tình yêu thông qua tất cả mọi thứ và biến mọi thứ thành hiện thực, chứ không phải là trốn chạy cái tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ là nơi các bạn phát triển bản thân, chứ không phải là nấm mồ chôn vùi tuổi trẻ của các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video. Rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.